tiếng kêu rít vang vọng cả một góc rừng. Hơn 20 con cầy mangut đang tấn công kịch liệt một con trăn gấm. Liệu con trăn đáng sợ này có lật ngược được thế trận hay không? Áp đảo về quân số, cầy mangut chia đều ra tấn công con trăn từ mọi phía. Con trăn cố giữ cho cái đầu của mình không bị bắt lại và linh hoạt phản công. Thực ra, bầy cầy mangut này không bao giờ có ý định săn bắt một con trăn gấm. Điều làm cho chúng nổi giận và quyết định tấn công là vì con trăn gấm này muốn bắt một con cầy mangut để ăn thịt. Cầy mangut tuy đông nhưng cú cắn của chúng không gây ra sát thương cao cho trăn gấm. Cầy mangut chỉ đủ sức tổn thương với loài rắn. Do đó, chúng đang dồn tất cả lực lượng chia đều theo chiều dài của con trăn gấm để tấn công đạt hiệu quả hơn. Trăn gấm có lớp da rất dày và vô cùng khỏe. Nhưng nếu nó không chống trả và bỏ đi thì nó sẽ sớm kiệt sức. Nó dùng hết sức mạnh bò vào bụi rậm, nơi sẽ có nhiều cây cối để giảm đi sự tấn công của cầy mangut. Khi số đông không có khoảng trống để ra đồn, bầy cầy mangut dần rút lui. Con trăn gấm tẩu thoát, nhưng từ giờ trở đi, nó sẽ không dám tới khu vực này để tìm kiếm một bữa ăn.